Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì sau một thời gian dài nghỉ dịch anh em, thì những cái quả pin máy ảnh của mình đầu nó có hiện tượng có bầu anh em. Do là nó ở nhà chơi nhiều quá đó anh em, ở nhà chơi nhiều quá cho nên là mấy em nó có bầu ha. Thật ra thì nó vui vậy thôi, chứ mình do cái kiến thức của mình còn hạn chế về pin đó, cho nên mình không biết mình đã để cho những cái viên pin nó bị có bầu ha anh em. Đáng lý là mình phải cho nó xài cái biện pháp gì đó để chống chống cái hiện tượng có bầu ha, nhưng mà mình dở quá, mình quá dở đi cho nên mình để những viên pin nó có bầu hết anh em. Thì nói vậy thôi chứ cái viên pin zin này nè, nó không có bầu nha anh em. Cái pin zin rất là hay, cái pin zin của máy nó có cái cơ chế nó tự xả bầu đó anh em, cho nên là nó không có bầu. Nhưng mà cái viên pin for này anh em, đó, Wasabi Power này anh em, FW50 này ha, thì nó bắt đầu nó có hiện tượng có bầu ha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ làm chuột bạch thử ha. Mình sẽ tiến hành mình khắc phục cái hiện tượng có bầu này của nó ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì để khắc phục được cái hiện tượng có bầu của cái viên pin for này nè, viên pin zin này chúng ta không phải bàn nha. Nó tự xả rồi, nó rất là hay luôn. Nhưng mà anh em coi nè, viên pin zin nó có dung lượng là 1020 mAh ha. Trong khi viên pin for này có dung lượng, anh em coi nè, 1300 mAh ha. Nó for nhưng mà nó có dung lượng khá là cao anh em, mà thực tế là nó cho lượng sử dụng cũng khá là dài đó anh em. Nó dài có thể hơn cái viên pin zin luôn đó. Nhưng mà bây giờ khi nó có bầu như vậy nè, thì việc mà đưa nó vào trong cái thân máy ảnh và rút nó ra một lần thay pin rất là khó anh em. Do là cái bụng bầu nó cấn vào trong cái thành của cái vách của cái ngăn pin đó, cho nên là khi mà rút ra và để vô nó rất là khó. Thì hôm nay mình sẽ thử tìm cách mình xả cái bầu này. Có thể là mình sẽ xả hơi của nó, nhưng mà cái cách xả hơi thì mình thấy nó quá nguy hiểm anh em, và không có ai khuyến khích là mình xả hơi. Bởi vì viên pin mà một khi nó đã có bầu nó phồng lên như vậy nè, tức là viên pin nó đã kém chất lượng rồi, nó đã có vấn đề trong viên pin rồi ha, thì nó mới có cái hiện tượng có bầu á. Vì vậy chúng ta cũng không nên cố gắng tái sử dụng nó làm gì ha anh em. Với cái bầu hiện tại của viên pin mình nó cũng chưa đáng kể anh em, nó chỉ mới hơi cấn nhẹ thôi. Nhưng mà mình cũng muốn thử, mình muốn thử để mình tìm cách mình khắc phục nó, coi có cái cách nào để cho nó hay hơn không. Thì ở đây nè, mình tìm được một vài cái cell pin này nè anh em. Đây là cell pin 1000 mAh ha. Đó, đây là cell pin 1000 mAh. À, với cái số hiệu của nó là 8030 và 40 ha. Thì 803040 của viên pin này tức nghĩa là nó dày là 8 mm nè anh em. Nó dài, nó có bề ngang là 30 mm và chiều dài là 40 mm ha. Mình tìm thấy viên pin này với cái dung lượng 1000 mAh thì nó gần tương đương với cái pin zin là 1020 mAh. Thì nó so với viên pin for này tới 1300 thì nó không bằng rồi, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là 1000 mAh tương đương với pin zin cũng là quá tốt rồi hết anh em. Mình sẽ tiến hành mình thay thử cái cell này, mình sẽ tiến hành thay thử cái cell này vào trong cái viên pin for này ha, để xem coi là nó có hoạt động được không hết anh em. Thì mình cũng rất là sợ cái trường hợp giống như những cái viên pin khác, đó là cái trường hợp là sau khi mình tách cell ra khỏi cái mạch quản lý pin của nó sẽ khóa cái mạch mà không thể sử dụng được. Mình cũng đang sợ cái trường hợp đó lắm đó anh em. Thì mình kiếm được cái viên pin 803040 này với dung lượng này thì thật ra là mình không còn thấy được cái viên pin nào mà với cái kích thước này nè anh em. Với kích thước như vậy nè mà có dung lượng cao hơn ha. Anh em có thể kiếm cái viên pin là 903040 thử xem có không. Mình không biết là có không nha, lúc mình mua mình không có nhớ là có không, nhưng mà mình chỉ tìm thấy được cái viên pin này nó vừa với trong cái vỏ này anh em. Nó vừa với cái vỏ gì luôn nè anh em, cả bề ngang, chiều ngang ha, cả chiều ngang, chiều dọc và chiều dày luôn nha. Tại vì trong cái viên pin này nè, anh em biết là nó có hai cái cell trong này ha. Tại vì điện áp của nó là anh em coi là 7,2V ha. 7,2V cho nên là trong viên pin này nó sẽ chắc chắn là nó có hai cell. Nó có hai cell ha, thì hai cell này với cái chiều dày này thì nó cũng vừa, nó vừa với cái vỏ ha, có khi nó còn muốn mỏng hơn nữa anh em. Thì anh em thử kiếm được cái viên pin 90, tức nghĩa là chiều dày nó tăng lên, chiều dày này nó tăng lên. Thì coi có không. Thì mình lúc mình mua thì không có thấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc cái vỏ của con này ra để coi được cái cell trong nó là như thế nào ha anh em. Rồi ok anh em, thì đây là viên pin mình đã bóc vỏ ra rồi nè ha anh em.
Thì đây chính là viên pin Wasabi Power 1300 mAh ha. Mình đã bóc vỏ ra. Thì anh em coi nè. Chính là viên bên trong có viên pin Wasabi 1300 mAh nha anh em. Là một cái cell, mình không biết cái này là lithium ion hay là li polymer nữa, vì cái vỏ này nó bằng thiết anh em. Cái vỏ này là cái vỏ dẫn điện, nó giống như cái vỏ pin ngày xưa của mấy em Nokia Nokia cục gạch đó anh em. Nó giống giống vậy đó. Thì hai cell này nó mắc nối tiếp lại ha anh em. Mắc nối tiếp lại bên trên thì nó có một cái bảng mạch điều khiển ha. Và coi như nó cũng là cái mạch sạc, mạch cân bằng của pin luôn đó. Rồi cũng là cái mạch giao tiếp với của pin với cái máy ảnh luôn ha anh em. Thì chúng ta sẽ tiến hành tách cái hai cái cell pin có bầu này ra. Rồi thay bằng hai cái cell pin li polymer ha anh em, hai cell pin li polymer ha. Đó, 1000 mAh, 1300 mAh. Đương nhiên rồi, nó phải thua thiệt thôi, nó phải thua thiệt thôi, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng có bầu nha. Chắc chắn nó sẽ khắc phục được tình trạng có bầu. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình tách cell ha, tách cell qua thử coi chuyện gì nó sẽ xảy ra ha. Thì trước tiên á, cái viên pin này mình cũng đã sạc lại rồi nha anh em. Mình cũng đã sạc lại rồi. Sạc lại cho nó lên có khoảng 3,9V trên một cell ha. Anh em có thể sạc cho nó đầy 4,2V trên một cell. Không biết con này nó có overcharge lên được 4,35 không em. Thường thì li polymer nó có thể sạc lên được tới khoảng 4,35V. Nhưng mà cái đó là đối với cái pin mà li HV á, còn như li polymer mà 2V thì là điện áp cao á, nhưng mà không biết con này nó có điện áp cao không. Mình cũng không rõ. Thì nếu mà nó không điện áp cao thì nó đúng 8,2V, nó ngắt thì cũng được đi, không sao. Nếu mình nó cũng không sao. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tách cái cell này ra. Ok anh em. Ok anh em, thì về nguyên tắc tháo của viên pin đó, chúng ta sẽ phải tháo cực dương trước, sau đó chúng ta sẽ tháo tới dây 3 lần. Và sau đó chúng ta sẽ tháo cực âm hết anh em. Thì ở đây nè, đây là cực dương, đây là cực âm và đây là dây bên lần. Thì mình sẽ tháo cực dương trước ha. Bây giờ mình sẽ cắt ngang luôn ha anh em. Cắt ngang đi cho nó nhanh, khỏi suy nghĩ. Mình sẽ tiến hành cắt ngang cái dây của cực dương này. Tiếp theo là mình sẽ cắt cắt cái cọng dây 3 lần ha. Và cuối cùng là mình sẽ cắt cái sợi dây của cực âm. Hú hồn hú vía à, nó chạm cực. Rồi ok anh em, mình đã tách được cái mạch, tách được cái mạch ra khỏi cái cell pin ha. Giờ cell pin mình sẽ bước sang bên, mình sẽ không có đụng chạm gì tới cái cell pin này nữa. Nhưng mà trước đó mình cũng muốn khám phá coi dưới này có gì. Rồi thật ra là cũng chẳng có gì đâu, rồi chỉ là miếng đệm thôi. Mục đích là cho nó mỏng lại đó anh em, nó mỏng lại ha, để nó đừng có chiếm cái không gian ha anh em. Rồi xong, đây là mạch của chúng ta. Tiếp theo là mình sẽ ướm thử cái viên pin này vào trong cái vỏ này xem sao. Ok, nói chung là nó vừa khít luôn đó anh em, nó vừa khít luôn, nó còn mềm ở giữa một tí xíu nè. Nó giống y gan cục benzin vậy đó. Benzin thì ở giữa anh em nhấn vô nó sẽ mềm nè, nó mềm mềm ngay giữa ha. Thì cái này cũng y chang vậy luôn, nó vừa luôn đó anh em. Anh em nếu mà kiếm được cái viên pin nào mà có cái dung lượng cao hơn á, kiếm được cái viên pin nào mà có dung lượng cao hơn thì tốt ha. Còn không thì cứ làm theo mình là xài cái viên pin là 803040 ha, hai viên. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình tách tách mấy cái này ra để cho nó, để cái mạch này lên nó vừa hết anh em. Ở bên dưới nó có mạch bảo vệ luôn nè anh em, mạch bảo vệ của cell pin luôn nè ha. Nói chung cũng hay đó, có cái mạch bảo vệ này nói chung nó cũng hay đó, nhưng mà có cái mạch bảo vệ này thì nó hơi cứng trong cái vỏ, cũng hơi cứng trong cái vỏ này nè anh em. Cái chiều dài của nó hơi dài quá đi, nó hơi dài, nó cứng cái này nè. Thì chúng ta sẽ khó nhét được cái mạch điện này vô ha, rất là khó nhét vô, cho nên chúng ta phải bỏ cái mạch bảo vệ này ha. Nhưng mà thực tế là cái mạch này nó đã là cái bản bản thân nó đã là một cái mạch bảo vệ nè, bản thân nó đã là một cái mạch bảo vệ, nó có những cái thiết bị bảo vệ rồi, cho nên là chúng ta cũng không có cần phải sử dụng cái mạch bảo vệ này. Chúng ta sẽ loại bỏ mạch bảo vệ này đi ha. Rồi sau đó anh em sẽ hàn nối tiếp lại ha, anh em sẽ hàn nối tiếp hai cái cực lại.
Để chúng ta có được một cái viên pin 2S nha anh em, 7,4V ha. Ta sẽ hàn nối tiếp hai cực lại ha. Rồi để cho chắc ăn chính xác là cái cực của nó, nãy giờ mình tháo gấp quá mình không có để ý cái cực của nó. Thì bên này là cực dương nè anh em. Đây là cực dương, đây là cực âm. Thì mình sẽ lấy cực dương này nối với cực âm này. Hai cực này mình sẽ mắc vào trong cái hai cái cực còn lại, hai cái cực còn lại mình sẽ mắc vào đây ha. Hai cực còn lại sẽ mắc vào đây và đây. Rồi cái điểm chung này nè, chúng ta sẽ mắc vào dây BM này nha. Như vậy. Cái này lắp vào đây. Hai cái này lắp vào đây. Là xong. Ok anh em. Rồi ok anh em, thì đây là chiếc máy ảnh của mình nha anh em. Đây là chiếc máy ảnh của mình. Đây là cục pin mình mới làm xong nha anh em. Nha, anh em coi nè nha. Đây là giây phút quan trọng và quyết định ha, xem coi là nó có hoạt động không ha anh em. Đây là giây phút quyết định ha, giây phút này mới là giây phút mà mình mong chờ nè. Xem coi là cái mạch điện này nó có bị khóa không, cái mạch điện này nó có bị khóa không. Rồi thay pin thường thường á, thay cell mới nó hay khóa lắm. Thì pin của đa phần bây giờ, pin giờ anh em biết rồi đó, nó trang bị mạch khóa đó. Thì mình rất là hy vọng là nó sẽ không có bị khóa ha anh em. Mình cũng hy vọng là nó sẽ không bị khóa ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào trong máy ha. Và test thử nha anh em. Nếu mà thành công thì coi như cơ hội mở ra cho anh em thay cell rất là nhiều luôn nha. Rồi ok. Nó hơi xấu xấu một chút ha anh em. Cái dán keo lại nó mới đẹp ha. Bây giờ nó hết bị có bầu hết anh em. Rồi ok. Lắp thôi, chờ gì nữa. Nhét vô. Cắt. Cắt. Dạ.
Lên anh em ơi, lên anh em ơi, lên nha. Lên nha, lên nha, lên nha, lên nha. Ok nha anh em. Đây, 88% nha anh em. 88% nha. Ok, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Không gặp lỗi lầm gì trơn ha, hoạt động bình thường nha anh em. Phiên bản nè, đó. Đó, bình thường nha anh em. Đó. 88% nha anh em. Rồi. Ok, rồi dùm tắt nè. Mở lại nè. Đó. 87% nè, mới xuống 1% nữa nè, thấy không? Nè, đó, bấm nè. Nó không lấy nét được cho nên mình không có chụp được, bây giờ mình sẽ lấy nét. Nè, lấy nét rồi chụp thử tấm nè. Sao? Cận quá nó không lấy nét được. À, mình quên. Đó, chụp bình thường hết anh em. Chụp nè. Đó, bình thường hết anh em. Ừ. Rồi chụp liên tiếp thử đi. Chắc không được quá, được thử thử đi. Ok hết anh em. Chụp bình thường hoạt động hoàn hảo anh em, không gặp bất vấn đề gì trơn ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau ha. Tạm biệt. Và đừng quên subscribe nhé.